Đây là dòng điện thoại Honor nha. Thì cách thức cài đặt thì cũng khá đơn giản, giống như những cái dòng điện thoại Android khác thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cài đặt Android Auto. Thì mình sẽ mở một cái trình duyệt web lên, rồi sau đó mình tìm với từ khóa là Android Auto. Mình sẽ truy cập vào trong cái gợi ý của nó. Mục đầu tiên có cửa hàng Play Store. Thì đây, nếu mà anh chị và các bạn đang có phiên bản Android Auto cũ nó yêu cầu update thì mình cứ update lên ha. Còn đây em đã update lên cái phiên bản mới nhất rồi. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ vào cửa hàng Play Store, mình tải giúp em hai cái ứng dụng. Cái ứng dụng đầu tiên là có tên là ZR Retriever. Đây, đó, cái ứng dụng này để giải nén cái file cài đặt. Cái ứng dụng thứ hai là một cái ứng dụng là Shortcut Manager. Shortcut Maker chứ. Shortcut Maker thì mình sẽ cài đặt cái ứng dụng này, hoặc là mình có thể bấm bỏ luôn cũng được. Thì mình có thể sử dụng cái file em kèm ở trong cái link mô tả ha. Thì bây giờ mình sẽ mở cái này lên. Thì đây em đã tải cái file cài đặt Android Auto về rồi, đường link thì em sẽ cung cấp với phần mô tả này ha, anh chị và các bạn có thể tải về, sau đó mình sẽ bấm lên mình giải nén nó ra. Đó, cái phiên bản Android Auto cập nhật tháng 4 2024 ha. Khi mình giải nén nó ra thì nó sẽ có một cái folder giống như cái tên giải nén mình mở lên. Ở trong đây thì em đã cung cấp những cái file cài đặt Android Auto rồi. Thì mình có thể cài đặt cái shortcut maker này, không cần phải tải ở trên cái cửa hàng Play Store ha. Bấm cài đặt. Rồi, sau đó mình sẽ bấm open. Công dụng của cái app này là để đưa cái Android Auto ra màn hình chính cho nó nhanh thôi. Mình sẽ chọn lên cái tab này nè. Rồi chọn lên Android Auto và mình tìm tới cái chữ setting nè. Đó, mình sẽ chọn lên cái chữ setting. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn cái create shortcut. Rồi chọn add nó ra màn hình chính. Thì đây nó sẽ có cái Android Auto nè, mình sẽ mở nó lên thì nó sẽ truy cập nhanh vào trong cái mục cài đặt ha. Rồi phiên bản ở đây em dùng là phiên bản mới nhất 11.8. Bấm nhiều lần vào đây để bật chế độ tùy chọn nhà phát triển. Bấm OK. Chọn lên dấu 3 chấm, Developer Setting. Application Mode này mình sẽ chọn mục nhà phát triển nha. OK, sau đó mình sẽ quay lại. Customize thì ở đây anh chị muốn đưa cái nào lên trên màn hình xe thì mình đưa lên, không thì mình tích bỏ nó đi để cho nó đừng có rối mắt. OK, xong bước này rồi thì mình sẽ mở lại cái này. Tiếp theo thì mình sẽ vẫn cài đặt cái Kin Installer để mình đưa mấy cái app lên trên màn hình Android Auto ha. Mở nó lên. Rồi cấp quyền như nó. Rồi select file. Bây giờ mình sẽ chọn cái đường dẫn nè, bộ nhớ điện thoại nè, folder mình giải nén ra. Ở đây thì sẽ có rất nhiều file ha. Em sẽ cài đặt cái Car Stream. Rồi cấp quyền cho nó. Install. Done. Rồi cứ thoát ra thử đi, kiểm tra nó đã có trên Android Auto hay chưa. Có thì mình hay cài tiếp những cái app còn lại. OK, nó đã có rồi ha. Rồi bây giờ thì cài đặt thôi. Ở đây Formata nó sẽ có hai bản là version 1.9.6 và version 1.9.9. Thì ở đây em khuyên anh chị và các bạn nên cài đặt version 1.9.6 ha. Tại vì bản mới nhất bây giờ nó hỗ trợ phản chiếu màn hình cho Android 14 á. Mình cài đặt nó vào thì nó rất là khó sử dụng. Thì nên sử dụng cái bản 1.9.6 này để cho nó ổn định. Rồi, muốn cài thêm những cái khác giống như là cái YouTube Auto này thì mình cũng có thể cài đặt thêm một cái ứng dụng để mình có thể trình duyệt web nè. Web View Auto muốn cài cũng được luôn. Này cập nhật thêm cho anh chị và các bạn ha. Rồi OK. Bây giờ check lại một lần nữa, kiểm tra. Này, nó có sẵn hết rồi, nó kéo đưa lên. Rồi mình kéo mình đưa lên thôi. Muốn cài đặt như thế nào thì mình cài đặt. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha, cắm cáp vào thử xem nó dùng được hay không. OK, Android Auto rồi, cấp rồi, đợi một tí ha, nó sẽ nhận Android Auto. Đó,
thì anh chị và các bạn sẽ thấy ở trên màn hình xe nó sẽ hiện lên. Bấm OK, Continue. Rồi đây là cái Android Auto của dòng Honor ha. Đây, đó. Rồi, CarStream, YouTube Auto, Fermata Auto. Mở lần lượt từng cái thử ha. Rồi, mấy con YouTube bây giờ nếu mà phải đăng nhập thì mới tìm được cái nó sẽ gợi ý cho mình. Còn nếu mà mình sử dụng như như vậy á thì mình phải lần đầu tiên thì mình phải tìm kiếm bằng từ khóa trước. Em sẽ gõ cái chữ NCS. Đó, mình tìm kiếm từ khóa nó gợi ý cho mình thì mình mới xem được. Còn khi mà vào thì mình chỉ có hiện thấy cái giao diện đó thôi. Rồi, đợi nó bỏ qua quảng cáo ha. OK. Đó, đây là CarStream. OK, bây giờ Fermata Auto. Đây, TV hay là xem YouTube thì em bên đây. Đó cũng vậy thôi, cũng phải dùng cái bàn phím để gõ cái tìm kiếm ha. Anh chị nào mà muốn hiện lên thì bắt buộc phải đăng nhập tài khoản vào. Đây là Fermata Auto. Sao bạn không vui? Fermata Auto thì nó sẽ chạy nền ha. OK. Còn những cái khác giống như là cái web view này thì mình cũng có thể sử dụng YouTube luôn. Nhưng mà nó là thuộc cái dạng trình duyệt web thôi. OK đó, nó YouTube nè. Cũng phải tìm kiếm cái từ khóa giống như nãy ha. Đây, những cái app khác thì tương tự như vậy, anh chị và các bạn có thể tham khảo. Còn đây chính là con điện thoại Honor của em ha. Honor này là Honor phiên bản đây, Matrix OS Honor X5 Plus. Rồi, video hướng dẫn về cái điện thoại Honor với cái Android Auto xem YouTube của em đến đây là tạm dừng ha. Thì nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em ha. Cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.